Hello mọi người. Hello. Chưa tới phần của em đúng không? Vậy là giỏi lắm rồi. À, sao dịp lép luôn à.
Dạ hiểu anh. Nhá.
Hiểu anh. Thôi để em tự vẽ, em có video coi lại được rồi chứ. Không, không lấy.
Em đây nè. Không, không hiểu gì hết, nói lại đi. Ngồi đây mà. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu dạng đó rồi. Rồi sao nữa? Ồ, anh mới nói gì? Không, anh mới nói cái gì á? Không, anh mới nói là nói cái cạnh gì á, sao mà nhanh quá, em nhìn em không thấy mà em cũng hiểu là nói cái cạnh gì nữa. Nói bằng cái gì? Connect hả? Ờ đúng rồi, cái connect tool đúng không? À, em không hiểu cái connect tool đó. Anh có thể là làm chậm lại được chút xíu, nhanh quá ai không nhìn kịp. Rồi chụp cảnh. Với lại target well tool nữa, em không hiểu tại sao lại có xài cái target well tool.
nói lại để làm cái gì? Vậy mình xài Snap xong rồi mình mở vertical lại được không? Thì là hai cái đó là một hả? Là một một cái một cách nào, hay là hai cách mà cùng một tác dụng hả? À tự nhiên em cứ thấy cái ghép vô tool trong khi mở vertical cũng được mà không hiểu, giờ mới hiểu. Không, thực ra là không hiểu lắm. Nhưng mà em không hiểu là tại sao lại suy luận ra được như vậy á. Đẹp là được.
Còn mấy cái chỗ lõm lõm vô thì cái chỗ mà bị khuyết á, bên ở bìa ngoài bìa nó bị khuyết cục á, thì mình để thành mình để làm sao bên trái không, cái lưỡi bự ở bên trái đó nó bị khuyết một miếng tròn tròn á.
hiểu. Vậy là lúc làm mới biết được, chứ giờ nhìn nhìn vậy thôi không, không kết luận được. Chứ giờ anh muốn sao? Cây đó em chưa coi nè. Tùng coi chưa Tùng?
Tùng thắc mắc đi Tùng. Dạ không, đói đói. Em xin phép à. Em không có hứa được. Trời, anh không thấy em đi làm vất vả cả ngày xong rồi tối về em còn đi học nữa mà anh không khen em một tiếng rồi anh còn nói em nữa. Có bà. Chẳng qua là người ta là đàn ông nên người ta chịu đựng, người ta không nói ra cho anh hiểu không? Không có, tranh thủ làm mà được thôi, chẳng qua không tranh thủ thôi. Vậy hả? Trời ơi. Ồ, chủ nhật là Ra là vậy, mình định bên bạn đó. chủ nhật là ngồi mân mê từ 9 giờ sáng á.